Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, iPhone 16 sẽ tạo nên xu hướng mới trong năm sau. Khi iPhone 16 ra mắt với tính năng Nude Camera Control, một cách mạng trong việc điều khiển camera, đã tạo nên làn sóng mới trong ngành công nghệ di động. Nude này không chỉ cho phép chụp và quay video nhanh chóng mà còn trang bị cảm ứng, cho phép người dùng tinh chỉnh các thông số kỹ thuật như là lấy nét và thu phóng chỉ bằng động tác vuốt. Sự đổi mới này đã lập tức thu hút sự chú ý của các thương hiệu smartphone Trung Quốc. Các hãng như là Oppo, Nubia và Realme đang lên kế hoạch tích hợp Nude Camera chuyên dụng tương tự các mẫu điện thoại nhà táo. Oppo dự kiến trang bị Nude Quick Button trên Find X8. Tương tự như camera control của iPhone 16, Nubia mang đến một nút camera cải tiến cho Z70 Ultra, cung cấp chức năng lấy nét một nửa như máy ảnh chuyên nghiệp. Realme có thể đưa tính năng này vào các mẫu điện thoại giá phải chăng hơn để bắt kịp xu hướng. Trên thực tế thì nút chụp ảnh chuyên dụng không phải là điều mới mẻ bởi các hãng như là Nokia, HTC hay là Sony đã áp dụng từ nhiều năm trước. Nhưng sự xuất hiện tính năng này trên iPhone đã thúc đẩy các nhà sản xuất Android theo đuổi, và đó là điều quan trọng nhất. Tin tức tiếp theo, chip của Google tiếp tục gây thất vọng. Chip Tensor G4 trang bị trên dòng Google Pixel 9 đã không đáp ứng được kỳ vọng cao về hiệu suất của một flagship trong năm 2024. Cụ thể, các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy con chip này tụt hậu so với các đối thủ hiện tại, thậm chí còn thua cả Snapdragon 8 Gen 1, một con chip rồng đã ra mắt từ năm 2021. Kết quả từ bài kiểm tra 3D Mark cho thấy Tensor G4 chỉ cải thiện hiệu suất xử lý đồ họa khoảng 7% so với Tensor G3. Đặc biệt, nó còn thua 8 Gen 1 khoảng 2% trong cùng bài kiểm tra. Sự chênh lệch này càng trở nên rõ rệt hơn với Snapdragon 8 Gen 3 với hiệu suất GPU gấp đôi Tensor G4. Tuy nhiên, thì Google nhấn mạnh rằng con chip này được thiết kế với trọng tâm là khả năng xử lý AI, chứ không đơn thuần là dựa vào điểm số hiệu năng. Với kế hoạch chuyển sang quy trình 3 nanomet của TSMC dành cho Tensor G5, hy vọng rằng Pixel 10 và năm tới sẽ mang đến những cải tiến đáng kể hơn trong hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Sony hoãn ra mắt flagship vô thời hạn. Sony vừa đưa ra quyết định bất ngờ khi trì hoãn vô thời hạn việc ra mắt chiếc Xperia 5 Mark 6, mẫu smartphone cao cấp vốn được nhiều fan hâm mộ mong đợi. Quyết định này xuất phát từ sự chuyển mình của thị trường, nơi người tiêu dùng đang ngày ưa chuộng các thiết bị màn hình lớn hơn như là Xperia 1 Mark 6. Trong khi các tin đồn trước đó từ các nhà sản xuất ốp lưng cho thấy sự phát triển của Xperia 5 Mark 6, Sony đã chọn cách kéo dài tuổi thọ của Xperia 5 Mark 5 hiện tại. Động thái này cho thấy công ty đang tái định hình chiến lược sản phẩm để phù hợp hơn với xu hướng thị trường đang thay đổi. Việc trì hoãn ra mắt Xperia 5 Mark 6 phản ánh những thách thức mà các nhà sản xuất smartphone tầm trung đang phải đối mặt trong một thị trường cạnh tranh gay gắt. Mặc dù có thông tin về 3 mẫu smartphone mới được phát hiện trong cơ sở dữ liệu iMay, chi tiết cấu hình vẫn còn là bí ẩn. Sony có thể đang chuẩn bị cho một bước đi chiến lược hơn, nhưng thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.